con người là con Thiên Chúa. Đây là mặc khải rất quan trọng từ chính Đức Kitô, Đấng đã xuống trần gian làm người, cắm lều ở giữa con người để nói cho ta biết Thiên Chúa là ai và con người là ai. Đức Kitô đã khẳng định Thiên Chúa say mê con người, Ngài là cha của con người và là cha của từng người. Mỗi người đều được quyền gọi Thiên Chúa bằng hai tiếng cha ơi, thân thương, trìu mến, gói ghém hết tình con. Mỗi người đều được Thiên Chúa yêu thương từ đời đời và nâng niu từ khi còn trong bụng mẹ. Cuộc đời của từng người đều được quan phòng, chăm nom, chở che săn sóc bởi người cha đầy tình yêu thương là Thiên Chúa. Người cha ấy hiền lành, nhân hậu, chậm bất bình và rất đỗi khoan dung. Người cha ấy không xử với con cái như con cái đáng tội, nhưng rộng lượng thứ tha và tìm mọi cách cứu giúp, chữa lành. Người cha ấy không chỉ bao dung mà còn nhẫn nại đợi chờ, và nhất là trung thành với tình cha khi yêu con đến cùng và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì hạnh phúc của con. Chân lý này các tiên tri trong Cựu Ước đã loan báo và Đức Kitô trong Tân Ước đã cặn kẽ trình bày qua việc Ngài làm, lời Ngài dạy. Cha đã khắc tên con trong bàn tay cha. Ngay cả núi non không còn, thì tình cha yêu con vẫn tồn tại mãi. Các chủ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa là cha. Nếu Thiên Chúa đã tự nhận là cha của con người, thì mỗi người là con của Thiên Chúa. Một vinh dự, một hạnh phúc vô cùng lớn lao, không gì có thể so sánh. Bởi từ đây, con người có Thiên Chúa là cha. Và nếu có cha là Thiên Chúa toàn năng, thì con người còn sợ hãi ai, còn lo lắng gì, còn băn khoăn tìm kiếm chi? Vì trong Thiên Chúa, con người có tất cả. Với Thiên Chúa, con người được tràn đầy ơn phúc và nắm chắc hạnh phúc đời đời, nghĩa là cả hạnh phúc đời này và đời sau. Là con nên mang danh cha, đó là hình ảnh dấu ấn của Thiên Chúa nơi con người. Mỗi người khi sinh ra đều mang hình ảnh Thiên Chúa. Hình ảnh ấy không mất đi, tuy có thể nhạt nhòa, phai mờ vì con người cố tình quên hay che giấu, xóa bỏ. Hình ảnh ấy nhắc nhớ con người nguồn cội của mình. Được sinh ra và đến từ Thiên Chúa, không do ngẫu nhiên, vô tình, bể kế hoạch mà con người vào đời, nhưng tất cả đã được cưu mang một cách mầu nhiệm từ cung lòng Thiên Chúa, để mỗi người được sinh ra đều là con Thiên Chúa và mang lấy gen yêu thương của Ngài. Gen ấy là lương tâm, là khuynh hướng tìm về tuyệt đối, là ước mơ yêu thương, hạnh phúc tuyệt hảo như bóng hình của Thiên Chúa, một Thiên Chúa của chân thiện mỹ tuyệt đối, hạnh phúc tuyệt đối và tình yêu tuyệt đối. Vì đến từ Thiên Chúa, được Thiên Chúa sinh ra trong đời, mời gọi vào đời, nên sau cuộc đời này, con người cũng sẽ trở về với Ngài. Sự sống con người cho dù ngắn ngủi, nhưng chỉ là ngắn ngủi dưới mắt con người. Nhưng với Thiên Chúa, đời sống ấy là đời đời, vì sau cuộc đời có giới hạn ở trần thế, con người được bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Khi trở về nhà cha, trong chính cung lòng của cha, ở đó con người tiếp tục sống cuộc sống của chính Thiên Chúa trong tuyệt đối và đời đời của cha mình. Con người không vào đời như bị vô phúc, ném vào một dòng xoay luẩn quẩn, sinh sống rồi chết vô nghĩa, vô vị. Con người cũng không hóa kiếp, xuống cấp thú vật, cỏ cây, gỗ đá sau khi chết theo vòng tròn loanh quanh. Vì con người là thụ tạo cao hơn và được đặt làm chủ các tạo vật khác. Vì thế, cuộc đời con người không thể là vòng tròn khép kín, nhưng là một hành trình có khởi điểm và có đích tới, có thủy, có chung, có đầu, có đuôi, có đi, có về. Được cưu mang từ cung lòng yêu thương của Thiên Chúa,
con người sẽ trở về với Thiên Chúa yêu thương. Khởi đi từ cung lòng yêu thương, con người cũng sẽ trở lại tổ ấm yêu thương, có bóng cha già hiền hòa thương mến. Được cha sai đi cho một sứ mệnh, con sẽ trở về mái nhà xưa một ngày và thưa với cha: sứ mệnh cha giao con đã hoàn thành. Như thế con người không là cát bụi hư vô, không là số đề may rủi, không là vật được sinh ra để chết vô nghĩa, nhưng con người là con Chúa, được sai vào đời để làm công việc của Chúa, rồi sẽ trở về với Chúa trong tình yêu của Ngài. Kiếp sống người từ nay không còn là một phi lý đáng nôn mửa, nhưng rất chí lý vì là một hồng ân. Hồng ân được làm người, làm con Thiên Chúa. Ước gì mỗi sáng khi thức dậy, ta hãy vui mừng dâng lời tạ ơn vì được làm con Thiên Chúa và âu yếm thưa với Ngài. Lạy Chúa, Chúa biết con mến Chúa, xin thêm đức tin cho con và dạy con yêu mến Chúa mỗi ngày hơn.